một loại thần dược đẩy lùi bệnh cao mỡ máu, hạ được men gan, điều trị dứt điểm rối loạn chuyển hóa cholesterol trong máu. Đây thì giới thiệu với cô bác anh chị em rất quen phải không ạ? Đó chính là lá sung. Những cô bác anh chị em nào đã từng đi xét nghiệm và phát hiện ra cholesterol trong máu cao, cao mỡ máu hoặc là men gan tăng cao thì bữa nay đã có ngay cái loại lá này giúp chúng ta cải thiện cân vật của mình rất hiệu quả. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần dùng 100g lá sung bánh tẻ như thế này, hái được cái loại lá mà có tật, có những tổ sâu như thế này, tổ sâu xia như này thì càng tốt. Chúng ta đem cái lá này rửa sạch, bỏ vô nồi, bỏ vô ấm siêu đấy, cho thêm 1.5 lít nước và sắc kỹ, cô đặc lại còn khoảng 1 lít. Chúng ta chia làm nhiều lần uống trong ngày, uống thay nước lọc đấy. Sau 2 tuần chúng ta đi xét nghiệm sẽ thấy tất cả các chỉ số mỡ trong máu, các cái chỉ số men gan tăng cao nó đều ổn định, trở về mức bình thường. Một công dụng tuyệt vời thứ hai mà trong video trước dược sư Luật đã giới thiệu với cô bác anh chị, đó chính là khả năng chữa tiểu đường của cái lá sung này. Thì mỗi ngày chúng ta dùng 20 cái lá sung như thế này, lá sung có tật thì càng tốt. Và nếu mà có thể chúng ta sẽ kết hợp thêm với 20 cái lá ổi non nữa, 20 búp ổi non cũng được. Chúng ta cũng rửa sạch, sắc kỹ với 1.5 lít nước, và khi mà còn 1 lít thì chúng ta uống thay nước hàng ngày, duy trì liên tục một điều chỉnh trong khoảng 2 tuần thì cái bệnh tiểu đường của chúng ta nó cải thiện rõ rệt. Rất nhiều bệnh nhân nằm theo bài thuốc này của dược sư Luận đã chữa khỏi dứt điểm được bệnh tiểu đường. Rất là đơn giản phải không quý vị? Cây sung, một cây thần dược, một cây gia vị, một cái cây rau ăn truyền thống dân dã nhưng rất nhiều công dụng. Hy vọng rằng những chia sẻ này sẽ giúp ích được nhiều hơn cho quý vị. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh Dược sư Luận để biết nhiều điều hay hơn mỗi ngày. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.